các bạn thấy xa xa kia là cái tòa tháp Vitexco 68 tầng của quận Nhất. Đây là đường Lê Thị Riêng của phường Nghĩa Thành, quận Nhất. Chúng ta đang ở 26 Lê Thị Riêng. Hôm nay chúng ta sẽ cùng thưởng thức và khám phá cái bánh mì ô môi hay là hình hoa rất là đông. Chở khách theo ghé mua bánh mì hình hoa các bạn chú. Khách thích ăn bánh mì hay sao chú? Khách mình là người nước ngoài hay là người Việt Kiều chú ha? Việt Kiều nước ngoài gì có. Việt Kiều nước ngoài gì có hết. Mỗi lần về nước là người ta hay ghé đây để mua ăn bánh mì thử đấy chú ha. Dạ. Rồi có biết. Là cái lượng khách Tây tò mò và cả hiếu kỳ để mua bánh mì tại bánh mì hình hoa, bánh mì ô môi đây. Đây, rất là đông. Các bạn những người mê món bánh mì xếp hàng ở đây để mua. Mình tới sau này còn xếp hàng rất nhiều rồi. Khách đang mới đầu giờ chiều, khách ra xếp hàng để mua bánh mì. À, phía trong là nhân viên đang chuẩn bị bánh mì theo cái sở thích của khách. Chị Hoa là chủ lò bánh mì Quỳnh Hoa nổi tiếng tại quận Nhất đây. Nhân viên đang chuẩn bị nguyên liệu sắc chả, dưa leo, ớt rồi cho cái món bánh mì. Và tủ phía trong là chị Hoa đang ngồi nè. Bà chủ đây, bà chủ danh tiếng của bánh mì Hoa đang ngồi làm bánh mì cho khách nè. Rất là tốc độ rất là nhanh, rất là chính xác vì làm rất là lâu rồi, lâu đời rồi. Và phía ngoài cũng là một cái tủ của nhân viên cũng đang làm lia lịa, và ở giữa là một cái anh đóng gói và bỏ rau để vô bì cho khách. Và phía trước là vẫn là cảnh xếp hàng quen thuộc của bánh mì Quỳnh Hoa. Tay tàu ta cũng như nhau, tới đây là phải xếp hàng. Đây một cô bé rất dễ thương mua bánh mì nè. Bé này du khách Australia đang được xếp hàng vô gần cái tủ bánh mì của chị Hoa rồi, thì đang rất là tấp nập làm cho khách. Ba đứng đây cho ngỏ qua làm rau anh. Hãy cho lấy con Phương nó xuống kia, chị ăn nói Phương cắp cơm cho em anh. Quên nha. Cho con khỏi ra, quăng kia đi, chị Năm lên thôi. Đã tới con Phương xuống chứ. Đây, mở cửa từ 2 giờ rưỡi chiều tới 1 giờ đêm. Đây là bánh mì Hình Hoa nổi tiếng ở Sài Gòn đây. 26 Lê Thị Riêng. Chị nhân viên đang quét bơ và bát tên đi đưa qua bên này sẽ có một anh làm. Có những thực phẩm thương hiệu Hình Hoa là giò lụa, giò thủ, dăm bông, xúc xích, bát tên, uy tín và chất lượng có từ lâu đời rồi. Đây là cái quầy chuẩn bị của bánh mì Hình Hoa. Đây là cái khâu sắc rau và ớt để cho món bánh mì khách ăn cay đây. Thì chú nhân viên của Hình Hoa và cả những cái chả lụa, chả heo, chả bò và xá xíu. Thì ngoài ra còn có
là sắt một cái lượng rất là lớn để sẵn đem qua tủ nha. Còn bên đây là cái quầy sắt mỏng, cái xá xíu, thịt xá xíu, còn cả chả nữa. À, các bạn thấy đó, đây là nguyên liệu rất là ngon, rất là đặc biệt cho cái bánh mì Huỳnh Hoa danh tiếng tại quận nhất. Giá bánh mì Huỳnh Hoa 40.000 một, có số lượng nhân trước luôn cho khách đến từ 11 tới 10 ổ. Tới đây là phải xếp hàng nha, ai cũng như ai, nước ngoài cũng như Việt Nam là phải xếp hàng đầy đủ. Và chỗ để xe là luôn chật chội. Ở đây rất là nhiều người nước ngoài hiếu kỳ mua. Đây là bánh mì của mình được bao nhiêu năm bán ở đây rồi ạ? Nói chung bánh mì ở đây duy trì được trên 20 năm rồi. Dạ, yeah. Mình có chi nhánh nào khác không chị Hoa? Ở đây Hoa không có chưa chi nhánh nào tại, chỉ có một ở đây thôi. Một ở đây thôi. Ừ. Thì là tất cả những nguyên liệu là do mình, nhà mình sản xuất hết, làm hết. Đúng rồi, có một số nguyên liệu nhà mình phải tự sản xuất lấy. Và một số thì qua phải đặt những cái chỗ mà đảm bảo. Đặt rồi mình đi theo làm theo cái chất lượng của mình. Dạ. Chứ mình không phải nào giao hết việc được. Dạ. Ừ. Trực tiếp chị Hoa đang làm bánh mì cho những cái bánh mì thảo hàng cho khách đây. Những cái thớ xá xíu hay là chả hay là bơ được từ tay thì bỏ vào rất là to, một người ăn rất là ổn, nên có thể là no như ăn một bữa cơm luôn nha các bạn. Và giá là 40.000 cho cái thương hiệu Huỳnh Hoa. Đây, hoàn cảnh nhân viên đang làm rất là tất bật, cùng những trồng gia vị rất là cao. Rồi tốc độ làm nè, các bạn có thể nhìn cái tốc độ làm phải nói là khủng khiếp tại vì khách quá đông. Đó, gọi tay kìa, liền liền rất nhanh, cực kỳ chính xác và không thể nào bao giờ lộn tại vì bán rất là lâu năm trong nghề này để tạo nên cái thương hiệu bánh mì Huỳnh Hoa này. Có hai sự kỷ lục là những cái chồng gia vị được đặt rất là to từ dăm bông này, cái chồng dăm bông này, chồng chả lên đi, lên anh bánh mì, và tốc độ cũng thật là kinh khủng kỷ lục đó. Bạn tận mắt chứng kiến cái bánh mì Huỳnh Hoa danh tiếng chưa? Trước là giá chỉ có 35-36 nhưng bữa nay là giá đóng dấu là 40.000 một ổ rồi nha các bạn. Nên các bạn chú ý chuẩn bị sẵn tiền, mua bao nhiêu thì xè tiền ra trước chuẩn bị sẵn vì tốc độ đây rất là nhanh và đông. Thì cũng ngang ngửa với lại cái độ đông của bánh canh 300.000 bữa giờ với lại cua của bà Ba Cua đây. Thật là nhộn nhịp, thật là đông đúc, thật là khẩn trương, rất là đông. Đây, người mua bánh mì Huỳnh Hoa.
và đánh đường kỷ lục của một tiệm bánh mì tại Sài Gòn. Rất là đông khách đứng chờ, kỷ lục xếp hàng và kẹt cả đường. Đây, một hàng dài rất là đông, từ Tây, Tàu, Ta, Việt, lẫn lộn cho đến già trẻ lớn bé, rất là đông, phải đang chờ ở ngoài nữa. Các bạn nước ngoài đang ăn bánh mì và đang check in ở đây. Đây, chúng ta cùng hỏi những du khách này. Where you from? Japan. Japan. Quang cảnh quen thuộc ở tại đây vào buổi chiều khi mà 2:30 bánh mì hình hoa này, danh tiếng mở ra tới 11 giờ đêm. Cảnh kẹt xe rồi không có chỗ để xe ra, và cả cái cảnh xếp hàng kinh khủng chờ lượt mình để mua được một ổ bánh mì, giá cũng không phải là rẻ, là 40.000. Và đây là cái quang cảnh rất là kinh khủng, xếp hàng mua bánh mì, Tây cũng như ta, Đức cũng như anh, Việt cũng như Tàu. Và là cũng ở kinh khủng hơn là những cái chồng gia vị bánh mì xếp cao ngùn ngụt đầy màu sắc trong tủ, mà nhân viên đã làm tất bật bán mở cửa từ 2:30 chiều cho đến 11 giờ đêm, lúc nào cũng đông nghẹt khách cả hai quầy, trong cũng như ngoài. Đây các bạn có thể thấy đây là bà chủ Quỳnh Quang đang làm mì cho khách. Trong mọi người đang làm. Đây là mấy bạn khách nước ngoài hiếu kỳ nè. Đây, chắc là Malaysia, Indo hay là Trung Quốc tàu khởi đâu mà không biết, nhưng mà đây rất là đông. Đây, hàng xếp hàng lại đông lại rồi. Đây,